em có thích thầy sĩ không? Không. Thích thầy sĩ hả? Em thì thích thầy sĩ nhiều lắm. Có thể năm này nếu anh không có được thầy sĩ thì anh không có đi đảo bà bãi đâu. Mà anh lớn rồi, anh không cần thầy sĩ nữa đâu. Cần chứ sao không cần. Cái gì? Sao con chỉ nhớ đến thầy sĩ không? Con thích thầy sĩ không? Cậu có thương ông và chú cô là các em không? À, có thương 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 vâng. Thì mặc dù con có được vị trí, con sẽ buồn vui luôn, con sẽ gặp ai các anh chị. À, dạ, vâng. Thì cho đến năm nay, con được đi đến vị trí thông thân. À, dạ, vâng.